trúng quả đậm 3 ngày sắp tới, 4 tuổi này phải tìm ngay chỗ gấp tiền, giàu nhanh như chớp, một bước lên tiên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Đây là những con giáp may mắn không ai sánh bằng trong 3 ngày tới, từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 năm 2024. Trong 3 ngày tới thì những con giáp này sẽ bất ngờ gặp được cái vận may, tình duyên thì thăng hoa, sự nghiệp thì thăng hạng. Mọi mặt trong cái cuộc sống thì đều được thăng hạng, thăng tiến. Trong công việc các bạn sẽ có nhiều cái ý tưởng độc đáo, sáng tạo, từ đó sẽ phát triển cái sự nghiệp của bản thân. Trong 3 ngày tới thì nhiều bạn sẽ mang về những cái hợp đồng lớn có giá trị cao nên sẽ được cấp trên đánh giá cao, sự nghiệp thì phất lên như diều gặp gió. Bên cạnh đó, trong chuyện tình yêu, các bạn đã có đôi có cặp ấy thì ngày càng hạnh phúc và mặn nồng. Còn với những bạn mà chưa có được người yêu thì sẽ có cơ hội tìm được những người yêu lý tưởng phù hợp để đi đến cái chuyện hôn nhân. Một lần nữa, xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1, tức là nó rơi vào ngày 4 tháng 3 đến ngày 6 tháng 3 dương lịch, thì đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, nói chung những người tuổi Tý thì được cát tinh nó soi chiếu, nó hỗ trợ, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là cái vận trình trong cái 3 ngày tới đây cũng sẽ được hanh thông thuận lợi. Nhiều cái mối lợi tự nhiên nó đưa tới. Trong công việc thì bản mệnh có thể gặt hái được những cái thành quả, quả ngọt ban đầu nhờ cái quá trình xây dựng bền bỉ cái nền tảng của mình từ trước đó. Có người có thể được thăng chức hoặc là tăng lương. Bên cạnh đó, cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Tý cũng được dự báo là có những cái bước tiến triển tích cực khá rõ ràng. Hàng loạt cái cát tinh nó xuất hiện trong thời gian này, nó cũng sẽ hỗ trợ các bạn có thể tạo ra được những cái bước đột phá mạnh mẽ và mang lại nhiều cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Tý. Nói chung trong thời gian này thì lại có quý nhân nó tương trợ, các bạn đang đi đúng đường đúng hướng để sớm ngày chạm tay vào cái mục tiêu của bản thân. Vào trong 3 ngày tới đây, nếu mà bản mệnh kiên trì hơn thì sẽ thấy những thành quả, biết thể hiện cái năng lực của mình thì sẽ được lãnh đạo trọng dụng, cái sự nghiệp có thể phất lên như diều gặp gió, lại thêm nhiều cái cát tinh nó soi chiếu. Đây cũng là cái thời điểm tốt để các bạn nắm bắt đến cái thời cơ, củng cố cái vị trí và có được cái sự phát triển lâu dài hơn. Đặc biệt là với nam mệnh trong thời gian này muốn cầu công danh, chức tước thì cũng không nên bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Thêm nữa, cái tình hình tài chính nó ổn định, nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tý có đủ tiền để gì vô tư mà mua sắm những cái món đồ mà mình đã ao ước mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Những người làm kinh doanh còn nhận được những cái tin vui, đầu tư cũng gặp cái thời nên là tiền nó cứ đổ về túi ào ào. Thế nhưng đừng có tham lam mà theo đuổi những khoản đầu tư rủi ro, bởi các bạn không thể nào kiểm soát được cái tình hình. Bên cạnh đó, thu nhập của các bạn cũng được dự đoán là sẽ có nhiều cái nguồn. Dù là người làm công ăn lương hay là những người buôn bán kinh doanh thì đều sẽ trở nên bận rộn hơn rất là nhiều. Kèm theo đó là không ít những khó khăn vất vả, nhưng bù lại cái nỗ lực của các bạn cũng sẽ đem về những cái thành quả xứng đáng khi mà gì tài lộc nó vượng khí rõ rệt. Với những người làm công việc cố định, bên cạnh các khoản lương nhận được đều đặn, các bạn có thể sẽ gì nhận được thêm những khoản thưởng cộng dồn từ đầu năm nhờ những cái đóng góp của mình trong những cái thời gian trước đó. Nhìn chung ấy thì cái mức thù lao khá là lý tưởng. Còn với những người làm kinh doanh buôn bán thì hàng hóa trong thời gian này nó cũng dồn dập, nó khiến cho các bạn phải tối mắt tối mũi, nhưng đó cũng là cái dấu hiệu cho thấy cái mức tiêu thụ khá là tốt. Chỉ cần các bạn cẩn thận hơn trong cái bước tính toán kiểm kê sổ sách thì đây cũng là cái thời điểm thâu thu tài lộc với những người tuổi Tý. Bên cạnh đó, về mặt tình cảm thì do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên là đôi khi ấy, các bạn và người ấy có đôi chút căng thẳng do là cái thói quen áp đặt suy nghĩ theo cái quan điểm của mình. Còn những người tuổi Tý độc thân thì có vẻ chưa thoát được ế trong khoảng thời gian này. Có thể chính những cái điều kiện mà các bạn tự đặt ra thì đang cản trở các bạn tìm được cái người ưng ý đối với mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc cho mình, bảo vệ cái hạnh phúc mình đang có, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những tiểu nhân hãm hại,
từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Vòng được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới, ngày 24 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 âm lịch, thì đó chính là những người tuổi Dần. Kính thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Dần thì được cát tinh nó che chở, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Dần sẽ thể hiện được cái vai trò riêng của mình trong cái tập thể. Các bạn được ví như là cái linh hồn của cả đội nhóm, khi mà luôn là thành viên đứng ra gắn kết mọi người xung quanh. Hơn nữa, cái năng lực làm việc của những người tuổi Dần cũng không hề thua kém bất cứ ai. Cấp trên cũng khá là hài lòng và đánh giá cao cái sự đóng góp của các bạn. Bên cạnh đó, những người tuổi Dần lại được thiên tài nó ghé thăm. Nó cho thấy các bạn sẽ rất giỏi trong việc thể hiện cái bản lĩnh của mình trong chuyện kiếm tiền. Nói chung với những người tuổi Dần ấy, thì trong cái tình huống éo le khó khăn nhất thì các bạn cũng đủ khéo léo để mở ra những cái cơ hội tốt để gia tăng thêm cái thu nhập cho mình. Thế nên cái việc dùng tính tiền tiêu với những người tuổi Dần cũng là cái điều dễ hiểu. Các bạn cũng gì có thể kiếm tiền bằng cách đi làm thêm, dù vất vả hơn một chút nhưng mà nó cũng sẽ giúp các bạn giải quyết được cái chuyện tiền nong. Thời gian này không khuyến khích các bạn hợp tác làm ăn, nhưng mà rất ủng hộ các bạn đi làm thêm để kiếm tiền, trang trải cho cuộc sống, có thể giúp cho các bạn nhiều hơn. Đó. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới thì các mối quan hệ xã giao của những người tuổi Dần cũng vô cùng hài hòa. Con giáp này có thể tranh thủ gặp gỡ và kết giao thêm với nhiều người bạn mới, hỗ trợ rất tốt cho công việc hiện tại và trong cả tương lai nữa. Thời gian này thì bản mệnh nên ưu tiên cho những cái việc đàm phán, thảo luận, ký kết những hợp đồng hay là bàn giao công việc thông qua đối thoại cũng sẽ rất có lợi. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Dần thì có phần bình lặng nhưng cũng không có sóng gió, đã là một cái hạnh phúc lớn lao rồi. Những người tuổi Dần cũng dễ dàng tìm được cái sự chia sẻ cảm thông từ những người bạn đời của mình. Người độc thân cũng sẽ sớm tìm được cái đối tượng hẹn hò lý tưởng nếu như mà các bạn chủ động tham gia vào những cuộc gặp gỡ bạn bè hay là gì các quan hệ đối tác. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, những người tuổi Ngọ được chính ấn nó xuất hiện. Những người tuổi Ngọ sẽ đạt được nhiều cái thành tích trong ngày hôm nay khi mà công việc của các bạn có nhiều cái khởi sắc, mọi việc thì tiến triển hanh thông. Ở nơi làm việc, tuy các bạn không phải là cá nhân xuất sắc nhất nhưng mà thành tích khá là ổn định, thường được gì tin tưởng và giao cho những cái công việc quan trọng. Nói chung ấy, cái vận trình tiền bạc tài lộc cũng có khởi sắc hơn so với thời gian trước đó. Chỉ cần đương số giữ được cái đầu óc tỉnh táo thì mọi sự sẽ được giải quyết hanh thông, thậm chí còn đưa ra được nhiều cái sáng kiến hữu ích giúp cho tập thể có dấu hiệu được thăng chức tăng lương. Cái chuyện thi cử của những người tuổi Ngọ trong thời gian tới thì cũng khá là hanh thông thuận lợi và có nhiều cái dấu hiệu phát triển tích cực nếu các bạn tự tin phát huy cái ưu điểm của mình. Tuy nhiên, nếu mà lơ là thì cái việc kẻ tiểu nhân có thể thừa cơ gây ra rắc rối cho các bạn. Trong cái thời gian này thì không có biến động quá lớn về cái chuyện là thu chi. Thu nhập của những người tuổi Ngọ chủ yếu đến từ cái công việc chính đang đảm nhiệm hoặc là cái việc kinh doanh buôn bán cá nhân có được một cái lượng khách hàng ổn định. Cạnh tranh nó vẫn diễn ra nhưng mà các bạn nếu mà giữ vững được cái định hướng của mình ấy, thì ắt sẽ có cách để vượt qua. Và đây cũng là cái thời điểm thích hợp để các bạn tích lũy kiến thức, mở rộng quy mô. Không những vậy, trong cái thời gian này thì cái vận quý nhân của những người tuổi Ngọ khá là vượng. Quý nhân có thể giúp cho cái công sức bỏ ra bấy lâu nay của những người tuổi Ngọ ấy, cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Bản mệnh có thêm nhiều cái cơ hội để phát triển trong tương lai đúng với cái những cái điều mà mình mơ ước. Lại được cái cục diện ngũ hành nó ủng hộ nữa, nó cho thấy là cái chuyện tình cảm đôi lứa của những người tuổi Ngọ trong thời gian này thì cũng khá là tốt đẹp.
con giáp này và người ấy có sự thấu hiểu và bao dung cho nhau, nên cái mối quan hệ khi mà xảy ra tranh cãi gay gắt ấy thì nó cũng không xảy ra đối với những người tuổi Ngọ. Tình cảm gia đình thì trở nên gắn kết và khăng khít hơn trước nhờ có sự cảm thông của những người trong cuộc. Người độc thân thì cũng đừng quá khó tính hay là khắt khe để rồi bỏ lỡ đi những cơ hội tìm hiểu tốt đến với mình. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì những người tuổi Thân được tài tinh nó chiếu mệnh, được thần may mắn gọi tên. Vậy nên những người tuổi Thân có điểm báo được quý nhân che chở giúp đỡ. Nhờ đó mà cái sự nghiệp của những người tuổi Thân ấy cũng được có những cái khởi đầu tốt đẹp ngay từ cái ngày đầu tuần này, đúng không? Hứa hẹn sẽ mang đến cho những người tuổi Thân những cái kết quả tốt đẹp và cái nguồn thu nhập bất ngờ trong thời gian tới. Tuy nhiên, những người tài giỏi thường dễ bị ghen ghét, đố kỵ, trong khi những con giáp này lại vô tư, cởi mở, kết giao không ít với mọi người, trong đó vô tình có cả kẻ tiểu nhân nữa. Thì đây là cái điều mà các bạn cũng cần phải cẩn thận, đừng nhìn đời bằng cái con mắt màu hồng, nếu không các bạn sẽ dễ là người chịu thiệt thòi. Thêm nữa, lại được cục diện ngũ hành tương sinh, nó dự báo có chuyện tình cảm của những người tuổi Thân ấy cũng được khởi sắc rực rỡ. Những cặp đôi thì cũng tháo gỡ được những khúc mắc, những mâu thuẫn còn tồn đọng từ lâu. Tình yêu thì vẫn luôn tràn ngập trong tim, nên thực tế thì cũng chẳng ai muốn giận dỗi quá lâu. Mối quan hệ thì cũng sẽ được hàn gắn một cách nhanh chóng. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và mang lại cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân, đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 ấy, thì không ai khác đó chính là những chú gà, những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, những người tuổi Dậu được cát tinh che chiếu, vậy nên những người tuổi Dậu hoàn toàn có thể yên tâm triển khai các kế hoạch. Dự định là công việc của các bạn cũng sẽ được may mắn, hanh thông do được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Dù đôi khi vẫn có những cái thử thách bất ngờ, nhưng mà những người tuổi Dậu ấy vẫn có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn và kịp thời, nhận được cái sự tin tưởng của đa số mọi người xung quanh. Không chỉ công việc, tài lộc của những người tuổi Dậu cũng khá là hanh thông. Những ai mà theo đuổi cái việc buôn bán kinh doanh ấy, cũng sẽ nhận được cái sự tin tưởng của khách hàng và có thêm cái sự tự tin để mở rộng cái quy mô sản xuất. Với những người làm công chức thì các bạn có một ngày làm việc khá là bình yên, nên là cái thu nhập vẫn đang được đảm bảo. Chuyện tình cảm của những người tuổi Dậu trong thời gian này thì cũng khá là mặn nồng. Hai người sẽ trải qua những giây phút thăng hoa trong tình yêu, lại có thêm cái gì kỷ niệm đẹp gắn kết giữa hai người lại với nhau. Dù đôi khi bản mệnh vẫn còn những cái tranh cãi giận hờn, nhưng sau cùng tình yêu giữa hai người cũng sẽ vượt qua tất cả. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời đối với những người tuổi Dậu, đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, những người tuổi Hợi sẽ được dự báo là sẽ gặp may mắn ở trên phương diện tiền bạc trong những ngày đầu tuần này đó. Do con giáp này được thiên tài nó nâng đỡ, nói chung ấy, những người tuổi Hợi sẽ được lộc trời ban, nên là cái tài vận nó cũng được tăng tiến, tiền nó cứ chảy ào ào vào túi. Xong bản mệnh cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý, chứ đừng có vung tay quá chán, tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc bị cạn kiệt. Thêm nữa, sự nghiệp ở trong giai đoạn này thì cũng không có quá nhiều cái khó khăn.
con giáp này nên tìm thấy cái sự đam mê, nhiệt huyết và cái niềm hứng khởi trong công việc. Bản mệnh thì luôn được đánh giá cao bởi cái tinh thần cống hiến hết mình trong công việc. Đời sống tình cảm của những người tuổi Hợi thì cũng vô cùng là viên mãn. Đối phương cũng mang đến cho các bạn nhiều cái niềm vui, cũng như là động viên, an ủi tinh thần của bản mệnh khi mà cảm thấy mệt mỏi, khó khăn. Không bao giờ để các bạn phải gì một mình gánh chịu. Bên cạnh đó thì các bạn cũng nên quan tâm đến cái tình hình sức khỏe của bản thân nhiều hơn trong cái thời gian này nhé. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị yên tâm khi sử dụng. Đó, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 âm lịch. Và trong 3 ngày tới, chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe, đấy, một bước lên mây đổi đời giàu có. Đó là những con giáp sau: 1 là tuổi Tý, 2 tuổi Dần, 3 tuổi Ngọ, 4 tuổi Thân, 5 tuổi Dậu và 6 là tuổi Hợi. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.